Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phúc âm ngày hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu quan sát những người bỏ tiền dâng cúng trong đền thờ. Ngài thấy có lắm người giàu có bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo bỏ vào hòm tiền 2 đồng tiền nhỏ. Thế nhưng đó là tất cả những gì bà có để nuôi thân. Lễ vật của bà tuy bé mọn nhưng gói ghém rất nhiều tình yêu. Chính vì thế mà Chúa Giêsu cho bà là người đã dâng cho Chúa nhiều hơn ai hết. Bởi vì tuy họ bỏ nhiều tiền nhưng không nhiều tình yêu. Chúng ta trong cuộc sống có những lúc tặng quà cho nhau, thế nhưng món quà nào là món quà có giá trị? Đối với Chúa Giêsu, giá trị của món quà không tùy vào giá mua của món đồ, nhưng vào tình yêu mà người ta đặt vào món quà đó. Giá trị của món quà có thể tăng lên nhiều lần nếu món quà đó được trao với tấm lòng yêu thương và trân trọng. Nếu có ai đó xin ta một số tiền mà ta không muốn cho, nhưng mà vì người đó cứ nài nỉ hoài, khiến ta bực mình nên cuối cùng thì để tống cổ người đó đi, những người ăn xin chẳng hạn, ta có thể quẳng vào những đồng tiền có khi lớn nữa, ném bực bội và nói tiền đây lại nhãi hoài. Chắc chắn người kia dù có nghèo đến đâu thì cũng sẽ không vui lòng và có khi không nhận, mà quay mặt đi với một cái khối căm hờn ở trong lòng. Trái lại, khi đứa nhỏ trong nhà muốn mừng kỷ niệm hôn phối của cha mẹ, chẳng có gì để tặng cha mẹ cả, em lặn lội vào trong rừng hái một bông hoa dại nhỏ bé đem về dâng lên cho ba mẹ với tình yêu thương. Chắc chắn rằng ba mẹ em sẽ rất cảm động vì nhận được cái tình yêu trong món quà bên ngoài rất là sơ sài, bé mọn. Điều làm đẹp lòng Chúa không phải là dâng cho Ngài nhiều món quà thật là to, thật là lớn, nhưng là dâng tình yêu lớn. Dâng cho Thiên Chúa những món quà lớn hay những thành công vĩ đại mà chúng ta làm cho Chúa mà thiếu vắng tình yêu, thì cái quà tặng đó, cái lễ dâng đó sẽ trở nên trống rỗng và không một chút giá trị. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã khẳng định một cách mạnh mẽ điều này: giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần mà không có đức mến, thì tôi chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúng chòe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri
và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đã qua tất cả những điều này, chúng ta mới thấy cái điều cốt yếu trong đời sống của chúng ta để trở nên một cuộc sống có giá trị, để trở nên một lời nói có giá trị, một việc làm có giá trị, thì cần là cái tình yêu lớn. Và điều này thật là an ủi cho chúng ta, bởi vì nhìn đi nhìn lại chúng ta thấy cái tài năng mình không có cao, tiền bạc mình không có nhiều, nhiều cái hạn hẹp. Thế nhưng mà Chúa chỉ cần cái tình yêu lớn. Và mẹ Teresa Calcutta đã cảm nhận được sâu sắc cái bài học mà Chúa đã nói với chúng ta trong phúc âm ngày hôm nay. Cho nên mẹ chủ trương không làm những việc to lớn, nhưng thường xuyên làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Và mẹ đã nói, chúng ta không thể làm được việc lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao. Và trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuần, bây giờ đã được gọi là đứng đáng kính, mẹ Teresa đã viết: điều đáng kể không phải là số lượng công việc ta làm, việc này, việc kia, việc nọ, vân vân, nhưng là mức độ yêu thương mà ta đặt vào trong mỗi công việc. Thế nên khi tiếp xúc với bất cứ ai, mẹ Teresa đem hết lòng yêu thương người đó, như thể đó là người mà mẹ yêu thương nhất trên đời. Và cảm hứng từ bức thư trên đây của mẹ Teresa Calcutta, thì Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuần đã quyết tâm. Điều này được ghi lại trong cuốn sách Năm Chiếc Bánh Mà Hai Con Cá. Ngài viết: tôi sẽ thực hiện từng công việc nhỏ bé hàng ngày, từng cuộc tiếp xúc hàng ngày với tình yêu lớn. Và Ngài quyết định sẽ biến cuộc sống hiện tại, những giây phút hiện tại hôm nay đây, giây phút này đây, thành những giây phút đẹp nhất trên đời. Ta đừng nói ngày mai tôi sẽ, hay là hôm qua, giá mà, đừng. Bây giờ quan trọng nhất là bây giờ lúc này ở đây. Và Ngài viết: tôi sẽ nắm lấy những cơ hội đến với tôi mỗi ngày để làm những việc bình thường một cách phi thường. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tài hèn sức yếu nên không thể làm được những việc lớn lao phi thường. Tuy nhiên chúng con có thể làm cho Chúa vui lòng nếu chúng con biết làm những việc nhỏ bé với tình yêu lớn. Xin giúp chúng con chú tâm thực hành những việc nhỏ như chăm sóc, thăm hỏi nhau, làm những việc bổn phận hàng ngày với một tình yêu lớn. Nhờ đó cuộc đời của chúng con sẽ trở thành của lễ thánh thiện, tỏa ngát hương thơm dâng lên ba ngôi Thiên Chúa trong từng giây từng phút cuộc sống, trong từng lời ăn, từng tiếng nói, từng việc làm, nhỏ bé đến đâu cũng sẽ được trở nên một làn hương thơm làm vui lòng Chúa. Amen.